sưng này, sưng thế. Này là thay thay nhiều quá, đau quá, đau quá. Sưng như vậy. Ừ, thuốc mà uống thuốc. Em đi bố xuống đi, ấy bố bố nó. Hôm nay đỡ rồi đấy. Bên kia cháu dùng rau, thế là cháu cắt quả. À, chú ấy đi, cháu đi, cháu cho dê ăn nhá. Cái gì nhỉ? Đâu? Mềm đấy nhỉ? Vâng, dẻo rồi nhỉ. Thì bên kia hôm nay chị dùng rau xong rồi. Cánh sang đây cũng chưa cho vịt gà gì ăn nhỉ? Không để cho vịt ăn. Mua, bố đi mua đấy chị ạ. Ngô này ngô nếp dẻo rồi nhỉ? Vâng. Ngô ta nó mới bé thế này, còn ngô lai thì nó mới to. Thế ạ? Ừ, thế em cứ tưởng là nó không chăn được. Ừ. Ngồi, cho nên khỏi ăn cháo, bắt đầu chuyện ngồi. Quét dọn tình nó còn sẽ đau chân thì phải kiêng chứ không rồi nó đau đấy, nó đau lâu không dám đi ấy, ấy đi nó lại. Rang là dẻo lắm ấy nhỉ? Vâng. Nó chưa ấy mà, nó chưa già mà. Hôm nay chú đi chợ thu hoạch gì đấy? Chú vẫn bọc. Bọc. Bán đặt như chung chua. Nhanh mà, nhảy bán đi dễ. Ăn bỏng dễ lắm. Chín rồi chú ạ. Ừ. Cho đổ vào rổ ăn nhé. Đây, đổ đấy. Chín rồi đấy. Yeah, thơm lắm. Rách rời. Ừ. Ai bằng được. Ra ngoài chả ai bảo là nhà chính nghèo khổ. Ăn chú ạ. Ngon nhỉ, thơm thế. Dẻo. Mình cứ thế rồi đôi lúc rồi chẳng hạn như nhập mình ấy. Đây ra ngoài mình có nói ngon hả chú nhỉ? Nó dẻo thế. Nó chú mới ăn ăn đi, cháu đi về nó cho ăn đi, ăn hết đi. Ăn hết xong thì về. Cháu về nhá. Cháu cảm ơn nhá. Thôi cháu đi về đấy. Vâng. Nào con. Bố ăn đi, bố ăn đi. Ê, nhiều khóc quá.
Dạ vâng. Thank you.
Cô nhà em để vào trong bao chẳng sao vẫn phủ trắng án chả xanh gì đâu, đi bán vàng mang về nhà nhà nhà. Thứ 10.000 là 3 thứ mà 3 thứ thì chỉ có 10.000 thôi.
ba khẩu trang được 10.000, ba xúc lược được 10.000, ba bàn chải được 10.000, ba bóng bóng được 10.000, ai cũng đi thì nhận lấy, ai cũng nhận thì nhận, nhận thế nào cũng được, giữa thế nào cũng được, thứ ba thứ là 10.000. Mười nghìn thì ba thứ, mà ba thứ thì chỉ có 10.000 cái nào, tất tần tật mà tốt tuần tuần luôn, cái gì cũng 10.000, ba thứ, cứ 10.000 là ba thứ, mà ba thứ thì chỉ có 10.000 thôi, ba khẩu trang cũng 10.000, ba chiếc lược cũng 10.000, ba bàn chải răng cũng 10.000, hai ba nhận tư thì nhận thế nào cũng được, lượng thế nào cũng được, cứ ba thứ là 10.000, 10.000.
chưa chiều nhé. Sao lại ngã này? Ra đây làm gì thế? Đau quá. Ôi chân đau thế này mà ra đây thế này. Cắt rau lợn à? Mày cắt rau lợn. Ôi tí chị.
Chết rồi, hỏng hết nhà cửa rồi. Bay gặp tép cái kia làm nào mà cho lên được bây giờ. Chết mất thôi. Đây để chị rửa chân cho mình, chị khoai băng xem nào. Ơ, đau quá. Chảy máu mà, chảy máu là chảy máu. Ơ, đau quá. Để xem, để xem. Rửa chân. Ơ, đau quá. Sưng to này. Đau quá. Để chị xem cho mình, cho thay thay băng cho. Chị thay băng cho. Đau quá. Chị thay băng nhá. Đau. Đây để chị xem nào. Đau quá mẹ ơi. Ơi, chảy máu này, chảy đau. Đau quá chị ơi. 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 Cái này xong rồi. Cái này xong rồi. Sưng chân đây này, cái chân này nó sưng lắm mà. Đây để chân lên đây để chị rửa chân này cho. Chợ thì phải sáng hết bát. Mai có chị về.
Ôi chị tưởng làm sao sợ thế. Để cho em đây. Chị đi ra chị xuống chị dọn dưới nhà nhá. Vâng, ngồi đấy đi, chị em nhá. Cô lấy nước uống không? Chị lấy con nước. Em không chị ạ. Lên nằm, lên nằm, lên. Nó lên đi xuống chị. Ừ. Xuống thì dọn bếp, nên là bếp thì chỉ còn đang tan hoang hết rồi kia. Nằm lên nhá. Xuống thì dọn dưới kia. Hết rồi, mai thì phải mua rồi, không có tiền.